Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn, kính thưa toàn thể quý vị học viên. Có lẽ toàn thể chúng ta đang muốn lắng nghe mục tiêu tổ chức khóa tu học là gì, chủ đích tổ chức để làm gì và cái ý hướng ra sao. Chúng con thành tâm cung thỉnh vị lãnh đạo cao nhất của giáo hội sẽ có lời đạo từ trong khóa tu học năm nay. Thành tâm cung thỉnh Hòa Thượng Thích Như Huệ, Hội chủ giáo hội. Thân bạch Hòa Thượng Tăng Giáo Trưởng, quý vị thấy Ngài Tổng Thư Ký của giáo hội vừa giới thiệu tôi là người cao nhất, mà thật thế là tôi là người thấp nhất ở trong quý thầy. Ngài là tôi nhờ nhất á, người tôi nhờ nhất đi nhật rất nhiều nước, nhiều châu để tham bạc cho giáo hội. Mỗi lần đi như vậy thì Ngài có nốt qua tôi, coi như thế cũng đại diện cho tôi để mà làm những công việc Phật sự rất lớn lao, cho nên cũng thưa với Ngài. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni, kính thưa quý đạo hữu, quý Phật tử, quý vị học viên, trong đây cũng có một số quý vị nhân sĩ trí thức dự thính trong buổi khai mạc này. Tôi xin chào mừng tất cả quý vị. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật có nói: ta ra đời là một nhân duyên lớn, khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Chúng ta thường nghe cái câu đó, nhưng mà để hiểu cái thâm ý của câu đó rất là sâu, rất là hay và cũng rất là màu nhiệm. Ta ra đời một nhân duyên lớn, là đại sự nhân duyên, để mở mày cho chúng sinh thấu rõ được Phật tri kiến. Phật tri kiến là cái gì? Là cái nhân sẵn có, Đức Phật sẵn có trong mỗi chúng sinh, mỗi chúng ta. Tri kiến là cái nhân giải thoát, là cái nhân thành để thành Phật, mà tất cả chúng sinh đều có hết. Cho nên chúng ta đến với đạo Phật là đến với chúng ta, mở mài cho tâm chúng ta được tỏ ngộ, được phá quy Phật tánh. Thật vậy. Cũng như trong kinh Cảnh Sách có câu: sinh tử sự đại, vô thường tấn tốc, niệm niệm bất định, mạng bất khả duyên, thời bất khả đại. Cái cơn vô thường bệnh già đến bất giữ nhân kỳ, nghĩa là nó không hẹn với mình, không nói với mình trước, nhưng khi chết thì đã chết. Tiêu tồn tịch vong, sát na vị thế, sớm còn tối mất, trong sát na qua cái đời khác. Cho nên trong sách có dạy rằng một câu rất là hay, rất là văn chương: thí như xương xương hiểu lộ, bức khóc thúc vô ngạn thọ, tỉnh đằng khởi năng trường cửu. Cái mạng người cũng như giọt sương băng mai, như một cái cây trên miệng ao, trên bờ ao, trên miệng giếng, há đặng bền lâu, đâu có được bền lâu. Động một cái là hư, là nát, là... Cho nên cái mạng người rất là ngắn ngủi,
sao chúng ta không tu? Không tu là ổn. Và thật đúng như vậy. Cho nên Đức Phật nói rằng nếu không có cuộc sống rau thương chúng sinh thì ta không thể hiện ra đời. Vì chúng sanh khổ đau, vì của ta bà này là kham nhẫn là khổ, vì thế nên Đức Phật ra đời để quá độ cho chúng sinh. Không có cuộc sống đau thương thì không có Phật giáo. Trên thế gian này biết bao nhiêu thứ đạo. Ngày xưa khi Đức Phật chưa ra đời cả hàng trăm thứ đạo rồi. Nhiều đạo như vậy ngày ra làm gì nữa? Phải vô ích. Đức Phật nếu thấy tất cả các đạo đều đưa con người đến chỗ an lạc giải thoát, ngài không ra đời nữa. Để cái thời gian đó ngài làm cái việc khác. Cho nên đúng cái câu mà nói ta ra đời là một nhân duyên lớn, khai thị chúng sinh ngộ độc về trí kiến. Vì cuộc sống đau khổ cho nên mới có đạo Phật. Cho nên chúng ta lập là nếu không có cuộc sống đau thương thì không có Phật giáo. Phật giáo xuất hiện vì thế gian, tồn tại cũng vì thế gian. Sứ mệnh của Phật giáo là làm nhẹ bớt nỗi thương đau cho mọi loài. Hơn thế nữa, xây dựng con người tới một nền tảng và tự bi. Vì thế cho nên chư tôn đức khi xuất gia phát nguyện đem ánh sáng của đạo Phật trang trải khắp cho mọi loài, đem tình thương yêu đến cho tất cả chúng sinh, đem sự lợi lạc đến cho tất cả mọi người, không phân biệt giàu nghèo sang hèn, không phân biệt nam nữ, đều bình đẳng nhau trên cung đường hóa độ như Đức Phật đã dạy. Suốt 11 năm qua, 11 năm qua 11 khóa tu học tiếp tục, từ chư tôn hòa thượng trưởng lão cho đến quý thầy, đến các vị sa di cũng đều phát tâm nhập cuộc để lo công việc hoằng pháp lợi sanh cho quý vị. Cũng 11 năm qua tôi chưa vắng bóng trong các cuộc học nào. Hiện giờ tôi đứng đây bạch quý ngài, thưa quý vị, thân mình tôi không được khỏe. Sáng nay thử máu là 111 chấm. Mà mỗi lần thử máu như vậy là bác sĩ vạn là không có được hoạt động nhiều, phải đi bộ hoặc là ăn uống rất là cẩn thận. Nhưng tôi phải cố gắng đến đây cứ chư tôn đức. Tôi đến đây không phải là mới đến đây, tôi đến đây gần một tuần rồi. Thượng tọa viện chủ Thích Tâm Phương, thượng tọa Nguyên Tạng mỗi lần có cái lễ là mời chúng tôi đến đây trước một tuần để chơi vui thăm hỏi quý thầy. Cho nên tôi đến đây rất là sớm. Cách đây hôm tôi xuống thăm hòa thượng tăng giáo trưởng của chúng tôi đây, anh em đưa ngồi nói chuyện chơi, một trận mưa rất lớn, mưa đá như quý vị đã biết. Thì chiều hôm đó tôi được thượng tọa Nguyên Tạng chở đi thăm mấy thầy,
hai thầy đương vẽ cái tượng này, vẽ cái bồ đề này. Quý vị thì thấy không? Một lớp học mà ngôi tượng và cái bồ đề không khác nào là một ngôi chùa, làm lễ khánh thành một ngôi chùa rất là trang nghiêm, rất là đẹp. Công đức của quý thầy đổ với nó rất nhiều. Tôi đến thăm thấy hai thầy đương vẽ cái bồ đề sắp tượng thì đi về. Tối hôm đó trời mưa giông, trời mưa đá. Đêm hôm đó tôi ngủ không được. Tôi nói thôi rồi, công đức của quý thầy bao nhiêu ngày đổ ra để vẽ cái bồ đề, để cho khóa học này được trang nghiêm thanh tịnh, Phật tử nhìn thấy được an lạc. Nhưng cái tôi sợ rằng để trong một cái nhà không được kín lắm, có thể bị hư. Rồi làm sao đây? Băn khoăn. Cho nên tối đêm hôm đó tôi không ngủ. Tôi có hỏi nói nào Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng là có thể dẫn tôi lên thăm cái thầy để coi thử cái thầy có cái gì trở ngại sau một đêm trận mưa như vậy. Thì thần Đức Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng ta biết rằng không phải gì, Phật độ sẽ không phải gì đâu. Tôi cũng tin thầy nói rằng Phật độ không là gì đâu. Thì sáng hôm nay tôi lại tôi nhìn thấy cái tượng đúng là Phật độ thật. Cho nên nghĩa là tất cả mọi sự đều tốt đẹp. Cũng như quý sư cô lo cái việc ăn uống, và quý thầy lo cái việc suốt cả mấy tháng qua, và nhất mấy đêm gần đây, mấy ngày gần đây, nghĩa là không ngủ. Tôi ở tại chùa Quảng Đức suốt mấy ngày, ở chùa Hòa Thượng Bảo Vương mấy ngày, thấy ngày không ngủ để lo chuẩn bị cho một cái ngày kỵ tổ rất khang trang, để anh em chư tôn về làm lễ được kết quả tốt. Và quý thầy lo việc hành chánh, từ việc soạn thảo chương trình, từ việc soạn bài, phát bài và phân phát bài vở để cho quý thầy dạy trong tất cả quý Phật tử. Người nào cũng lo rất là nhiều việc. Tôi thấy mình không làm cái gì, vì lớn tuổi rồi không làm được cái gì, việc gì nhiều. Cho nên tôi luôn luôn, mặc dù ở lại tối lại tôi không trì chú tại chùa Quảng Đức. Tôi cầu nguyện cho ngôi chùa Quảng Đức sẽ là mục tiêu biểu cho Phật giáo ở tại Victoria này, cũng như ở tại nước Úc. Cầu nguyện cho chư tôn đức mạnh khỏe để tiếp tục cái sứ mệnh hoàn truyền chánh pháp hóa độ chúng sanh. Hôm nay chúng tôi thấy rất là vui mừng. Tôi xin cầu nguyện chư tôn đức, những vị mà còn trẻ hãy cố gắng để tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức, tha thế cho chúng tôi những người bây giờ không làm được cái gì quan trọng lớn lao. Nhưng mà thưa quý vị, không phải tôi không làm được cái gì đâu, từ 8 tuổi trở đi giờ chúng tôi vẫn đã làm nhiều công việc Phật sự nhiều nơi khác. Cho nên tôi xin đem tất cả những công đức đó hồi hướng cho mười phương chư Phật, hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Mong quý vị hãy nghe lời quý thầy giảng dạy từng câu từng chữ trong kinh, và học chúng ta phải có cái ba cái điều kiện. Quý vị đến đây học, bỏ thì giờ, bỏ công bỏ sức, bỏ công việc nhà đến đây học,
thì chúng ta phải mang về một cái gì cho tốt đẹp. Học nó có ba cái điều kiện. Thứ nhất là gì? Văn là nghe, nghe với thầy giảng, nghe những câu chuyện Phật, nghe những cái bài thơ, bài kệ, bài kinh Phật nói ra, nhập thâm tâm để mình về nhà mình nhớ, nói lại cho người khác. Tư, cái thứ hai là tư, điều kiện thứ hai là tư, suy nghĩ cho thiệt kỹ, những lời già nói có đúng hay là không. Phật đã nói rằng đừng vội tin ta, hãy suy nghĩ cho kỹ rồi sẽ tin. Đừng vội tin một điều gì, dù điều đó là cổ truyền. Đừng vội tin một điều gì, dù điều đó là nhà truyền giáo. Đừng vội tin một điều gì, dù điều đó là tộc tục ngàn xưa để lại. Đừng vội tin một điều gì, dù điều đó đã được mọi người nhắc đi nhắc lại. Những lời Đức Phật dạy, chúng ta suy nghĩ đúng hay là không. Ví dụ Đức Phật nói đời là vô thường, không có cái gì mà nó thường tồn hết. Nó đi qua, con người vô thường, tâm mình cũng luôn luôn vô thường, hoàn cảnh vô thường, cảnh vật vô thường. Chúng ta đâu có nghĩ rằng ngày hôm nay chúng ta ở cái đất Victoria này, ở hải ngoại này, nhưng mà hôm nay chúng ta ở đây, đó là điều vô thường. Đức Phật nói vô thường có đúng hay là không? Đức Phật nói là vô ngã có đúng hay là không? Làm việc thiện sẽ được hưởng phước, làm việc ác sẽ bị họa. Cho nên chúng ta nhớ những lời quý thầy dạng dạ trùng riêng lại ở trong kinh Phật, luận Phật, luật Phật để dạy cho chúng ta. Chúng ta nhớ để rồi một khi nào đó chúng ta có dịp nói lại cho bà con, anh em, bằng hữu chúng ta nghe. Cái vấn đề nhân quả chúng tôi đã nói rất là nhiều. Kỳ nào sám hối cũng nhắc họ, kỳ nào tụng kinh cũng nhắc. Nhưng mà có một lần các thầy đấy giảng, cái thầy nói rằng tôi sẽ nói vấn đề nhân quả, quý vị đã hiểu chưa? Dạ chưa. Nói một câu như vậy tôi lạnh mình, nghe rồi nhưng mà không nhớ, nghe rồi là rồi, không được. Xin quý vị hãy nghe và nhớ, nhập tâm, để rồi có người hỏi mình nói lại. Có như vậy thì mình học, mình nghe là tự lợi, và mình nói lại cho người khác là lợi tha. Mình được độ và độ người khác thì mình có hai cái công đức. Khóa học năm nay sẽ có thi để cho quý vị nhớ, để cho quý vị nhập tâm, và nhờ có cuộc thi đó mà quý vị nhớ nhiều hơn, hiểu nhiều hơn và có cái công đức nhiều hơn. Chúng tôi cầu nguyện trên mười phương chư Phật gia hộ cho tất cả quý vị trong khóa học này ai nấy được bình an mạnh khỏe, xin ra về tới nơi tới chốn và đem ánh sáng đã truyền bá cho khắp nơi. Nam mô A Di Đà Phật.